Thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Một tài xế đụng chết người đi bộ sau khi chạy trốn các nhân viên công lực ở gần tòa Bạch Ốc. Giới hữu trách tại thủ đô Washington cho hay, một tài xế đã vượt đèn giao thông gần với National Mall ở thủ đô Washington vào hôm thứ Tư 12 tháng 7 và đã đụng chết một người đi bộ. Cho tới nay, tài xế này vẫn chưa bị bắt giữ. Tài xế nói trên đi trên một chiếc xe Honda Accord màu xanh đời 2006 khi các nhân viên của sở mật vụ cố gắng ngừng chiếc xe này lại ở giao lộ của đường số 17 và đại lộ hiến pháp. Ông Maya cho hay, tài xế nói trên chưa được xác định danh tính, ban đầu dường như dừng lại nhưng sau đó ông ta bỏ chạy về phía nam. Và người tài xế này vẫn tiếp tục vượt đèn đỏ, đụng vào nhiều người ở lối băng qua đường. Nhân viên công lực có tên là Paul Meyer cho hay một trong những người đi bộ đã phải được đưa vào bệnh viện và qua đời sau đó. Người này được xác định là một người đàn ông 75 tuổi, cư dân của tiểu bang Pennsylvania. Hai người khác bị thương nhẹ, trong đó có một bé gái 13 tuổi. Cảnh sát đang làm việc để xác định vị trí của nghi phạm và giới hữu trách đã gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân. Nhóm thượng nghị sĩ đề nghị luật ngăn Tổng thống rút Hoa Kỳ ra khỏi NATO. Nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng vừa trình dự luật ngăn bất kỳ Tổng thống nào rút Hoa Kỳ ra khỏi NATO mà không được Thượng viện đồng ý. NATO là một liên minh quân sự bảo vệ lợi ích chung của các quốc gia, cũng như tăng hiện diện quốc tế của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Marco Rubio, thành viên Cộng hòa hàng đầu trong Ủy ban Tình báo Thượng viện và Ủy ban Đối ngoại Thượng viện nói vào ngày 12 tháng 7, khi trình dự luật cùng Thượng nghị sĩ Dân chủ là Tim Kaine, cũng là thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. Theo dự luật, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ không được đình chỉ, chấm dứt, tuyên bố bãi ước hay rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được ký kết tại Washington vào ngày 4 tháng 4 năm 1949, trừ khi có sự tham vấn và chấp thuận của Thượng viện. Điều kiện là được 2/3 thượng nghị sĩ đồng tình. Các thượng nghị sĩ trình dự luật này trong bối cảnh các lãnh đạo NATO dự hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius, Latvia. Ngoài Rubio và Kenny, dự luật còn được 8 thượng nghị sĩ Dân chủ đồng bảo trợ. Các nghị sĩ Hoa Kỳ đã nhiều lần đệ trình dự luật tương tự trong những năm gần đây, trong đó có thời gian cựu Tổng thống Donald Trump tại nhiệm. Ông Trump từng muốn Hoa Kỳ rời khỏi NATO. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden là người ủng hộ mạnh mẽ NATO, ủng hộ việc mở rộng tổ chức này và hợp tác với các thành viên khác. Dự luật chưa được Thượng viện thông qua, tuy nhiên trợ lý của ông Kane lưu ý Ủy ban Đối ngoại Thượng viện đã bày tỏ ủng hộ vào năm ngoái khi xung đột Ukraine bùng phát dẫn đến sự mở rộng của NATO. Chiến tranh Ukraine, Phần Lan gia nhập NATO và Thụy Điển đang chờ vào liên minh. Tất cả đều nhấn mạnh một điều là NATO đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng tôi muốn tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ với NATO và bảo đảm bất kỳ Tổng thống Hoa Kỳ nào cũng không thể đơn phương quyết định rời khỏi liên minh. Ông Kenny đã nói như thế. Đài Fox News đang phải đối mặt với một vụ kiện về tội phỉ báng liên quan tới MC có tên là Tucker Carlson. Một người ủng hộ cho ông Trump có tên là Ray Epps đã đệ đơn kiện đài Fox News về tội phỉ báng vào hôm thứ Tư vừa qua sau khi người dẫn chương trình có tên là Tucker Carlson liên tục gọi ông Ray Epps là một điệp viên của FBI ngầm, người đã dàn dựng cuộc nổi dậy vào ngày 6 tháng Giêng tại Điện Capitol của Hoa Kỳ. Theo ký giả Carlson, thì ông Ray Epps là cư dân của tiểu bang Arizona và cũng là một cựu binh sĩ thủy quân lục chiến đã giúp sức sắp đặt kịch bản cho cuộc nổi dậy. Một âm mưu mà ông Carlson đã nhắc tới trong gần 20 lần phát hình. Ông Carlson cũng nói với khán giả rằng, ông Ray Epps đã được ghi âm để kêu gọi một nhóm đột nhập vào tòa nhà Quốc hội, thế nhưng ông này không tự tiến vào tòa nhà. Vụ kiện của ông Ray Epps được đệ trình tại Delaware diễn ra vài tháng sau khi công ty chính của mạng lưới bảo thủ giải quyết vụ kiện phỉ báng trị giá lên tới 787 triệu Mỹ Kim, đối với công ty Dominion Voting System vì đã lan truyền các thông tin sai lệch về kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Ông Ray Epps khẳng định, ông và vợ của ông là bà Robin đã nhận được những lời đe dọa tới mạng sống của họ. Đồng thời, cuộc sống của họ bị hủy hoại vì những âm mưu của ông Carlson. Đơn kiện mô tả, ông Ray Epps là một khán giả trung thành của đài Fox News và là người ủng hộ cho ông Trump, cùng với sự phản bác ý kiến cho rằng ông là một nhân viên điệp vụ liên bang.
Trước khi đệ trình vụ kiện này, luật sư của ông Ray F. là ông Michael Thier đã gửi thư đề nghị ngưng hành động này, trong đó yêu cầu đài Fox News phải xin lỗi trên truyền hình và rút lại lý thuyết âm mưu. Luật sư này cho biết mạng lưới nói trên không phản hồi thư của thân chủ của ông. Các chuyên gia giải quyết pháp lý đã lưu ý hồi đầu tuần rằng ông Ray F. sẽ phải chứng minh bằng rằng các tuyên bố của ông Carson đã gây tổn hại tới danh dự của ông. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra được lập luận mạnh mẽ và do đó khả năng sẽ thắng kiện. Riêng David Lin là một luật sư tại công ty luật pháp Internet Lewis và Lin LLC thì cho hay đây là một rủi ro đối với đài Fox News và họ cần phải xem xét các chính sách một cách nghiêm túc hơn. Ông Carson có thể phải chịu trách nhiệm cá nhân nếu như vụ kiện này liên quan tới ông. Riêng ông Ray Epps cũng có thể phải đối mặt với những cáo buộc về vai trò của ông ta trong cuộc nổi dậy vào ngày 6 Tây Tháng Giêng tại Điện Capitol. Ông đã bị Ủy ban của Hạ viện Hoa Kỳ thẩm vấn vào ngày 6 Tây Tháng Giêng, mặc dù cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn. Nắng nóng gay gắt khắp Tây Nam nước Mỹ ảnh hưởng tới 100 triệu người. Nắng nóng gay gắt kéo dài đang bao phủ miền Tây Nam nước Mỹ từ California tới Nam Florida và theo dự báo nhiệt độ có thể lên cao kỷ lục tại nhiều nơi trong vùng trong mấy ngày tới đây. Theo Reuters, vào ngày thứ Năm 13 tháng 7, Cơ quan Khí tượng Quốc gia, đích tắt là NWS, đã ban bố lệnh cảnh báo nắng nóng gay gắt cho hàng loạt khu vực với dân số tổng cộng khoảng 100 triệu người. Thời tiết nóng bức dự trù nặng hơn nữa vào cuối tuần này và kéo dài sang tuần sau. Theo chuyên gia dự báo thời tiết, đợt nắng nóng này cực kỳ nguy hiểm, nhất là với người cao niên, vô gia cư và một số nhóm người khác dễ mắc bệnh. Ở Phoenix, Arizona, trời nóng ít nhất 110 độ vào ngày thứ Tư, ngày thứ 13 liên tiếp. Và theo chuyên gia dự báo thời tiết, thành phố này sẽ có kỷ lục mới vào tuần tới, phá kỷ lục 18 ngày liên tiếp, trời nóng trên 110 độ, xảy ra vào tháng 6 năm 1974. Nhiệt độ Las Vegas, Nevada lên tới 108 vào ngày thứ Tư và dự trù tới Chủ nhật sẽ lên tới 117 độ. Bằng kỷ lục từ trước tới nay ở thành phố này. Ở Texas, nhiệt độ lên tới 100 độ vào ngày thứ Tư, nhưng một số nơi sẽ cảm thấy như nóng tới 114 độ tới hết cuối tuần này. Thời tiết khắc nghiệt cũng đe dọa khu vực Chicago, Illinois. Hôm thứ Tư, ít nhất là 8 trận lốc xoáy đã xảy ra ở 4 quận hạt phía đông bắc Illinois. Lốc xoáy và bão khiến cho phi trường Omaha và Midway phải tạm thời hoãn toàn bộ chuyến bay. Thời tiết ngày càng xấu khắp nước Mỹ là triệu chứng của nạn biến đổi khí hậu toàn cầu do con người gây ra. Tiếp theo là tin liên quan tới quân đội Hoa Kỳ. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ hồi gần đây, Đại tướng Chuck Brown Jr. là tham mưu trưởng lực lượng không quân Hoa Kỳ nhận định rằng quân đội Hoa Kỳ bị mất dần kỹ năng trong phương thức tác chiến điện tử. Theo vị tướng này thì nguyên nhân của tình trạng nói trên đến từ việc quân đội Hoa Kỳ trong nhiều năm qua đã phải đối phó với những lực lượng được trang bị kém hơn, cụ thể là tại khu vực Trung Đông. Ông cho biết như sau, lực lượng liên quân Hoa Kỳ có thể phải đối mặt với nhiều thách thức để bảo vệ bản thân trước những đòn tác chiến điện tử của đối phương được sở hữu năng lực tân tiến nhất. Ông từng mô tả phương cách tác chiến điện tử là phương tiện giúp tiết kiệm chi phí, trong khi vẫn duy trì được tính hiệu quả và thậm chí gây ra những mối sát thương. Trong phiên điều trần vào ngày 12 tháng 7 vừa qua, tướng Brown Jr. đánh giá hãy còn nhiều công việc liên quan tới phương cách tác chiến điện tử cần phải hoàn tất và đó là những rào cản lớn nhất để thay đổi tư duy. Chúng ta thường nghĩ rằng phương thức tác chiến điện tử chỉ là hoạt động trợ giúp cho một số tổ hợp vũ khí hoặc là năng lực tác chiến khác. Thế nhưng trong cuộc xung đột thời hiện đại, phương thức tác chiến điện tử có thể trở thành những quyết tâm chính để tiêu diệt kẻ thù và đạt được hiệu quả mong muốn, đặc biệt là trong giai đoạn lý tưởng đó là ngăn cản các cuộc xung đột vũ trang từ trong trứng nước. Tin về một bác sĩ giải phẫu ở Tennessee bị bệnh nhân bắn chết trong phòng khám. Theo đài NBC News, một bác sĩ giải phẫu ở Tennessee đã bị bệnh nhân bắn chết trong phòng khám và cảnh sát cho rằng đây là một vụ bắn có chủ đích. Ông Dale Land là cảnh sát trưởng thành phố Colorville cho biết bác sĩ tên là Benjamin Mock, chuyên mổ cùi chỏ, bàn tay và cổ tay, đã bị sát hại tại bệnh viện Campbell Clinic Orthopedics. Cảnh sát nhận được tin báo có nổ súng tại bệnh viện này khoảng 2 giờ trưa vào ngày 11 tháng 7 và khi tới nơi trong vòng 5 phút họ đã tìm thấy và bắt nghi can mà không bị chống cự. Nghi can có súng trên người nhưng không phải cầm trên tay.
Cảnh sát Colville nhận định nghi can tên là Larry Pickens, 29 tuổi, cư dân Memphis. Nghi can Pickens đã bị truy tố tội giết người và tấn công và tiền thế chân tại ngoại được ấn định là 1.2 triệu. Vụ này dường như là vụ đụng độ tay đôi xảy ra trong phòng khám bệnh, ông Len cho hay. Trước đó, nghi can Pickens ở trong phòng khám vài giờ, nhưng cảnh sát chưa rõ tình huống nào đã dẫn tới nổ súng. Không ai khác bị thương trong vụ này, nhưng cảnh sát đã lục soát bệnh viện nhiều lần nhằm bảo đảm an toàn. Tất cả bệnh viện Campbell Clinic đều đóng cửa vào ngày 12 tháng 7. Một tuần trước, ông Moakes được báo tạp chí Memphis bình chọn là một trong những bác sĩ hàng đầu Memphis năm 2023. Ông Moakes làm việc cho Campbell Clinic từ tháng 8 năm 2012 và được bệnh nhân chấm điểm là 4.9. Ông cũng là giám đốc Congenital Hand Deformities Clinic, Le Bonheur Children's Hospital. 160.000 diễn viên chuẩn bị đình công khiến cho phim trường tại Hollywood phải đối mặt với nguy cơ bị rối loạn. Các hãng phim điện ảnh lớn và các đài truyền hình nổi tiếng của Hollywood cùng với công đoàn đại diện cho 160.000 diễn viên cùng tham gia cuộc đàm phán cuối cùng trước thời hạn nửa đêm hôm nay 13 tháng 7 nhằm tránh một cuộc đình công lớn trong ngành giải trí. Tổ chức SAG-AFTRA là công đoàn lớn nhất của Hollywood yêu cầu mức bồi thường cao hơn trong thời đại truyền hình trực tuyến cộng với biện pháp bảo vệ xung quanh việc sử dụng trí tuệ nhân tạo thông minh AI. Các công đoàn đang tranh đấu với các hãng phim như là Netflix, Walt Disney và các công ty khác về mức lương căn bản cũng như mức thanh toán cuối cùng từ các dịch vụ phát hình trực tuyến cũng như những vấn đề khác, bao gồm cả việc sử dụng kỹ thuật thông minh AI. Các diễn viên không muốn hình ảnh kỹ thuật số của họ được sử dụng khi mà họ chưa đồng ý. Các thành viên của công đoàn đã lên kế hoạch đình công nếu cuộc đàm phán không thể đạt được thỏa thuận nào. Nhiều ngôi sao hạng A như là Meryl Streep, Jennifer Lawrence và Matt Damon tuyên bố là họ sẵn sàng ngừng công việc. Cuộc đình công của tổ chức SAG-AFTRA sẽ buộc nhiều phim trường phải đóng cửa và gây áp lực lên các hãng phim phải tìm ra giải pháp khả thi. Đây là cuộc đình công đầu tiên mà Hollywood phải đối mặt kể từ năm 1960 khi mà các thành viên của Hiệp hội các ký giả người Mỹ và Hiệp hội diễn viên màn ảnh kêu gọi ngừng làm việc trong cuộc chiến đòi quyền lợi từ việc phim được bán cho các trang mạng truyền hình. Cuộc đàm phán diễn ra vào thời điểm khó khăn đối với các công ty truyền thông khi họ đã chi ra hàng tỷ Mỹ Kim cho những chương trình nhằm cố gắng thu hút khách hàng mới được sử dụng trên những phương tiện phát hình trực tuyến. Các hãng phim như là Disney, NBC Universal và Paramount Global mất đi hàng trăm triệu Mỹ Kim từ các hoạt động phát hình trực tuyến trong tam cá nguyệt gần đây nhất. Trong khi đó, sự phổ biến của video trực tuyến đã làm giảm mạnh doanh thu quảng cáo truyền hình khi mà số lượng khán giả truyền hình truyền thống bị giảm đi. Elon Musk mở công ty mới XAI. XAI là công ty AI mới do Elon Musk thành lập với tham vọng hiểu bản chất thực sự của vũ trụ và phát triển giải pháp thay thế ChatGPT. Theo công bố trên website XAI, công ty mới do Musk đứng đầu và có 12 giám đốc cấp dưới là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, từng làm việc cho các công ty lớn như Google, Microsoft và Tesla. Trong số này có Christian Szekjerdi, Igor Babushkin, Zhijiang Dai, Tony Wu và Toby Wohan, đều là những chuyên gia nổi tiếng, dành nhiều năm làm các nhà khoa học nghiên cứu tại DeepMind. Nhóm lãnh đạo công ty còn có Gu Dongzhang và Jimmy Ba, cả hai từng làm việc với Google và hiện là chuyên gia nghiên cứu tại Đại học Toronto. Deva Banja, giám đốc kỹ thuật AI tại Vector Institute đánh giá, bà có bộ não độc nhất vô nhị, có rất nhiều hướng nghiên cứu độc đáo so với đồng nghiệp. Nếu cố gắng hiểu bản chất của vũ trụ, đây là thực sự là điều tốt nhất mà bà có thể nghĩ ra từ quan điểm an toàn cho AI. Công ty sẽ ủng hộ quan điểm nhân loại thú vị hơn nhiều so với phi nhân loại. Đại diện XAI cho biết công ty đang tích cực tuyển dụng kỹ sư và nhà nghiên cứu có kinh nghiệm. Người này khẳng định XAI là doanh nghiệp hoạt động riêng biệt với X-Corp, là công ty mẹ mà Musk thành lập đầu năm nay để sáp nhập Twitter. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn sẽ hợp tác chặt chẽ với Twitter và các công ty khác của Musk. Một lần nữa, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi vài thông tin thương mại được bộc lộ trên đài và sẽ trở lại ngay với phần teenager.